là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì chiếm 35-40% cho thị trường Việt Nam, cái còn lại thì khoảng 35% là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Trong cái thời gian vừa qua thì theo báo cáo của nhà máy hóa dầu Nghi Sơn thì do khó khăn về tài chính cũng như một số khó khăn do nốt tải của cái nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, cho nên nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ngay từ đầu tháng 1 đã phải giảm cái công suất, đầu tiên là 90%, sau đó xuống còn 80% và hiện nay chỉ còn có khoảng 55-60% về cái công suất thực hiện. Và chính như vậy là việc giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tôi nói là đây là đã được các cái hợp đồng đã được ký kết và đã có cái cam kết, thì như vậy là giảm so với cái thỏa thuận giữa hai bên. Đặc biệt là tháng 2 thì như vậy là cái nguồn cung từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thì giảm 43%, theo kế hoạch giao là 680.000 m³ nhưng thực tế thì giao được có 390.000 thôi. Tương tự như vậy tháng 3, tức là hiện nay tháng 3 đây này, thì theo kế hoạch là giao là 680.000 m³ nhưng dự kiến giao hàng chỉ có 540.000 m³, và như vậy là chỉ giao được khoảng 80%, giảm đi 20%. Trong khi đó thì nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn mặc dù đã có cái chỉ đạo là phải tăng cái công suất, tất nhiên ở trong cái mức công suất cho phép thì đã tăng công suất để bù vào cái sự thiếu hụt của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, là tăng công suất từ 100% lên 103% vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, và đã nâng công suất từ ngày 7 tháng 2 thì là lên đến 105%. Tuy nhiên là cái mức mà tăng của nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn là tăng được khoảng 5%, là tương đương với 28.000 m³ thôi, nhưng là chưa đủ bù đắp lượng thiếu hụt do nhà máy Nghi Sơn giảm công suất. Và chính vì vậy là cái nguồn cung ở xăng dầu trong nước, như chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua, là có một số nơi là cục bộ là có cái việc mà khan hiếm xăng dầu. Chúng ta chưa nói rằng là thiếu, tại vì hệ thống xăng dầu chúng ta ở rất nhiều nơi thì nó có cái hệ thống của nhiều các doanh nghiệp đầu mối. Có thể những doanh nghiệp đầu mối lớn, ví dụ như là Petrolimex, như là PVOI, nhà máy lọc hóa dầu Quân Đội thì đảm bảo đủ. Và nếu bất cứ một doanh nghiệp nào, một người dân nào đến đều có thể mua được xăng dầu. Nhưng tuy nhiên ở toàn bộ miền Bắc, miền Trung thì không thiếu, miền Nam cũng chỉ có một vài tỉnh ở phía Nam ở gần biên giới. Đấy, và khác biệt còn có ở một số nơi như là thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có cái sự thiếu hụt cục bộ. Và chính như vậy là ngay từ đầu tháng 1 thì về phía Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo cho các cái doanh nghiệp đầu mối tăng cường cái việc nhập khẩu để bù đắp vào cái lượng thiếu hụt do cái thiếu hụt từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cung cấp. Và chính như vậy là chúng ta đã biết là cả trong những cái lượng dự trữ thì trong tháng 2 và chúng tôi cam kết là trong tháng 3 thì cơ bản chúng ta vẫn đáp ứng được. Thế còn nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thì cũng có cái việc cam kết là đầu tháng 4 sẽ sản xuất được 100% cái công suất. Đấy, tuy nhiên là đến hiện nay thì cái việc mà cung cấp thông báo một cái chính thức để cho các cái đầu mối về xăng dầu thì vẫn chưa có của vào tháng 4 và tháng 5. Và chính vì vậy thì Bộ Công Thương cũng đã họp với các doanh nghiệp đầu mối và đã giao cho 10 doanh nghiệp, 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mà có cái thị phần lớn nhất để nhập khẩu để bù đắp cái nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước, và đây là từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, để đảm bảo đủ xăng dầu cung ứng cho cái thị trường nội địa. Và đây là theo cái quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022 để chúng ta đảm bảo rằng là từ quý 2 của năm 2022 này, kể cả nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn không đáp ứng được về sản lượng dầu ở sản xuất trong nước thì chúng ta vẫn đảm bảo được xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là nhu cầu của người dân. Thế còn hiện nay như chúng ta đã biết, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có đảm bảo được 100% cái lượng cung xăng dầu hay không, thì như các quý vị đã ngay từ đầu đồng chí bộ trưởng đã nói rồi, cái việc xung đột giữa Nga và Ukraine không phải chỉ có ảnh hưởng đến Nga và Ukraine và một số các cái địa bàn trong đó có Việt Nam, mà đây là ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có những mặt hàng rất thiết yếu, ví dụ như xăng dầu, ví dụ như sắt thép và còn nhiều mặt hàng khác. Tôi nói ví dụ kể cả như phân bón chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta một mặt phải đối diện với những cái điều kiện khách quan chủ quan đó và để chúng ta cố gắng mức cao nhất
để đảm bảo đáp ứng khi mặt hàng xăng dầu là mặt hàng hết sức quan trọng đối với sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là đời sống của người dân. Cái ý thứ hai ở đây là phóng viên Ngọc An có trả lời có hỏi là khi mức giá hiện nay tăng rất mạnh thì rất là chính xác. Như chúng ta đã biết ngay ngày hôm qua thôi, như vậy là tăng hơn 10 đô một thùng dầu thô. Và ngày trong ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng cũng có cái tốc độ tăng tiếp tục, có thể chưa phải 10 đô nhưng mà cũng là một cái số so với bình thường là rất lớn. Và chính vì vậy cái câu hỏi đặt ra là cái việc có điều chỉnh giá xăng dầu mà nó nhanh nó sớm hơn như là bình thường không, thì theo cái nghị định trước đây là nghị định 83 là 15 ngày chúng ta điều hành xăng dầu một lần, nhưng theo cái nghị định 95 ấy mà bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/1/2022 thì như vậy chúng ta điều hành một tháng 3 lần, tức là ngày 1, ngày 11 và ngày 21, như vậy có 10 ngày một lần, chúng ta đã giảm xuống rồi từ 15 ngày đến xuống còn 10 ngày. Tuy nhiên có một cái quy định ở trong nghị định 95, có nghĩa là trong trường hợp xăng dầu có biến động bất thường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân thì Liên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cái quyết định cái việc là có điều chỉnh hay không, có điều chỉnh như thế nào. Đấy, thế còn về phía Bộ Công Thương, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương thì cũng nói rằng là hai ngày một lần thì cái tổ công tác, ở đây là cái tổ để mà điều hành giá xăng dầu thì có đại diện là Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phải ngồi bàn họp với nhau để xem rằng có cần thiết phải báo cáo để trình lên Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh khác với cả theo quy định bình thường là 10 ngày một lần hay không, thì cũng xin báo cáo lại để cho phóng viên và các đồng chí biết được. Chứ còn theo đúng quy định là chúng ta phải điều hành là một tháng chỉ có 3 lần, tức là 10 ngày một lần. Thế còn trường hợp đặc biệt thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định. Thế còn về phía góc độ phía Bộ Công Thương thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, các bộ ngành có liên quan, ví dụ kể cả những ngân hàng nhà nước, tại vì liên quan đến cái việc chúng ta giao cho các doanh nghiệp phải tăng cái nhập khẩu xăng dầu lên. Thế thì cái nguồn vốn của họ để nhập khẩu là như thế nào thì chúng ta cũng không phải hỗ trợ đấy. Và ví dụ như vậy và tương tự thì các thủ tục làm sao nhập khẩu để cho nhanh nhất và thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp đầu mối. Nhân dịp này thì chúng tôi đánh giá cao các doanh nghiệp đầu mối về kinh doanh xăng dầu của Việt Nam trong thời gian vừa rồi cũng đã hết sức cố gắng chia sẻ với các cơ quan quản lý nhà nước và với người dân các doanh nghiệp sử dụng xăng dầu làm cái đầu vào, và cũng rất mong trong thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và chúng ta nhìn nhận một cách tổng thể hơn. Có thời điểm này có thể nó chưa được như ý muốn của các doanh nghiệp kinh doanh, nhưng lúc khác thì nó là công tác thông tin việc chia sẻ cái khó khăn trong cái thời điểm hết sức là rất bình thường như hiện nay. Xin cảm ơn.